dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Hồng Ngọc dưới sự dẫn dắt của Phó Giáo sư Bác sĩ Ivan Ray. Với phương châm, tiêu chuẩn châu Âu, giá thành dành cho người Việt cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn được đào tạo tại châu Âu, IVF Hồng Ngọc tự hào có thể làm chủ nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến. Hiện tại, tỷ lệ làm IVF thành công tại trung tâm lên đến 65%. Ngoài ra, IVF Hồng Ngọc đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca hiếm muộn lâu năm. Với những thành công đạt được, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Hồng Ngọc đã và đang trở thành địa chỉ đáng tin cậy của hàng trăm cặp vợ chồng mong con. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn trực tuyến vô sinh hiếm muộn cùng chuyên gia của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Hồng Ngọc. Để tiếp nối chương trình tuần trước, hôm nay bác sĩ Thủy Dương, trưởng lâm sàng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Hồng Ngọc sẽ tiếp tục giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc về hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh hiếm muộn nhé. Tôi xin giới thiệu vị chuyên gia tham gia cùng với chúng ta, bác sĩ Phạm Thị Thúy Dương, trưởng lâm sàng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Hồng Ngọc ạ. Xin chào các bạn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và tôi xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên luôn ạ. Chào bác sĩ, em năm nay 43 tuổi, các chỉ số nội tiết bình thường, còn chồng xét nghiệm tinh trùng thì phát hiện bị đứt gãy tinh trùng 46,4%. Sau lần IVF đầu tiên không thành công thì em đã có 2 lần có thai tự nhiên, nhưng đều đến tuần thứ 7 thì bị thai lưu. Không biết đây là em bị lý do vì sao ạ? Bác sĩ tư vấn giúp em đấy ạ. Thực tế mà nói thì cái trường hợp của bạn cũng khá là phức tạp, bởi vì là bạn thì đã 43 tuổi rồi, và thường là những cái người mà phụ nữ ở cái độ tuổi 43 ấy thì người ta thấy rằng là có một cái tỷ lệ trứng bị bất thường về mặt di truyền khá là cao. Ở những phụ nữ mà trên 40 tuổi đấy thì theo thống kê là có thể từ 70 đến 80% trứng tại buồng trứng là có thể gặp những cái vấn đề về mặt di truyền. Và khi mà trứng mà bị gặp những cái vấn đề về mặt di truyền, bất thường về mặt di truyền, thì có thể tạo nên những cái phôi mà mang những cái bộ nhiễm sắc thể bất thường, dị bội, và đấy có thể là cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng là khi mà bạn đã làm thụ tinh trong nghiệm, bạn có phôi để chuyển và chuyển phôi, phôi cũng đã đậu thai nhưng mà thai không phát triển, tức là mất tim thai, thì đấy cũng có thể là một cái nguyên nhân. Ngoài ra thì mình cũng cần phải đánh giá thêm xem là ở bạn có một cái tình trạng nào đó mà gây nên cái thai kỳ nó tiến triển không được tốt hay không, hay là còn gọi là cái tình trạng mà có thai nhưng mà dễ bị sảy thai hay không. Ví dụ như là những cái bất thường về cái bộ nhiễm sắc thể của bố, những bất thường về bộ nhiễm sắc thể của mẹ, hay là những cái bất thường về cấu trúc mà tại tử cung, như là lạc mạc tử cung hoặc là u sơ tử cung hay tử cung dị dạng. Ngoài ra thì một số những cái bất thường gây nên cái tình trạng thrombophilia ở người phụ nữ, ví dụ như là những cái tình trạng mắc phải như là hội chứng antiphospholipid, hay là những cái đột biến những cái nhóm gen thuộc cái nhóm gen gây ra cái tình trạng tăng đông máu, thì cũng có thể là cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng mà thai không phát triển hay là sảy thai liên tiếp. Thì với cái tình trạng của bạn thì bạn thực sự là cần phải được khám và tư vấn bởi bác sĩ, bởi vì là cái quan trọng nhất là cái độ tuổi 43 của bạn, thì đây là một cái độ tuổi trong cái hỗ trợ sinh sản hay là cái độ tuổi để sinh con thì được coi là cái độ tuổi lớn rồi, và bạn phải được tư vấn rất là kỹ trước khi mà mình tiến hành bất kỳ một cái phương pháp hỗ trợ sinh sản nào để giúp cho bạn có thai. Thưa bác sĩ, một câu hỏi thứ hai ạ. Tôi năm nay 39 tuổi, bị tắc vòi trứng hai bên đoạn kẽ. Tôi làm IVF một lần chuyển phôi tươi và một lần chuyển phôi chữ nông nhưng đều thất bại. Bác sĩ tư vấn tôi nên làm gì tiếp theo ạ? Với cái tình trạng là một người phụ nữ 39 tuổi và hai vòi trứng đã
hai vòi trứng không tông và tắc đại đoàn kẽ thì thực sự là cái phương pháp duy nhất mà giúp cho bạn có thể có thai, đó chính là làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tất nhiên rồi, thụ tinh trong ống nghiệm thì cũng giống như là bất kỳ một cái phương pháp hỗ trợ sinh sản nào khác, cái tỷ lệ thành công nó cũng không phải là 100%, và nhất là ở người phụ nữ từ 35 tuổi trở đi thì khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ giảm dần theo với độ tuổi. Chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ thành công ở phụ nữ mà 39 tuổi thì sẽ thuộc cái nhóm không thuộc nhóm cao nữa. Còn nếu mà may mắn thì có thể là bạn sẽ thành công ngay ở cái lần làm thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên, nhưng mà cũng có thể là bạn sẽ phải làm đến lần thứ hai hoặc là đến lần thứ ba để mà mình có cái kết quả như mình mong muốn. Thưa bác sĩ, một trường hợp khác như sau ạ. Chào bác sĩ, em bị viêm lộ tuyến thì có dùng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI được không ạ? Viêm lộ tuyến thì đây là một cái tình trạng bệnh lý tại cổ tử cung. Có nghĩa là thông thường ấy thì là ở cổ tử cung thì có các biểu mô tuyến và biểu mô vẩy, và các biểu mô tuyến thì thông thường là chỉ ở phía bên trong lỗ của kênh tử cung. Tuy nhiên thì do một số tình trạng như là tình trạng viêm tại âm đạo này, hay là do mình sử dụng thuốc nội tiết này, thì có thể gây ra những cái tuyến ở cái lỗ tử cung nó sẽ phát triển lan ra phía bên ngoài bề mặt của cổ tử cung. Hay khi mà bạn thăm khám thì bác sĩ hay nói rằng là cái cổ tử cung của bạn có tình trạng viêm lộ tuyến. Thì cái viêm lộ tuyến của cổ tử cung thì nó cũng tùy theo mức độ. Có những cái trường hợp là chỉ là lộ tuyến mang tính chất là sinh lý thôi, thì bạn hoàn toàn là bạn có thể vẫn sử dụng cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung được. Thế tuy nhiên thì nếu mà trong trường hợp mà có lộ tuyến nhưng mà kết hợp với cả viêm và ở diện rộng thì cái quan trọng là bạn cần phải được điều trị trước, trước khi mà mình tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung, để tránh những cái viêm nhiễm ngược dòng. Tức là khi mà mình bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì mình sẽ phải đưa một cái dụng cụ đi, dụng cụ nhỏ thôi, hay còn gọi là cái catheter, đi qua cổ tử cung và trong buồng tử cung. Thì nếu mà trong trường hợp mà cổ tử cung của mình nó có những cái viêm nhiễm thì cái việc mà đưa dụng cụ như thế nó có thể gây ra viêm ngược dòng, gây viêm niêm mạc tử cung, gây ra viêm tử cung hoặc là viêm hai phần phụ. Thế thì cũng tùy theo cái mức độ của cái tình trạng lộ tuyến của bạn. Có những cái trường hợp thì bác sĩ sẽ nói rằng là cái mức độ này mình cũng không có viêm, chỉ là lộ tuyến đơn thuần thôi, thì bạn hoàn toàn là bạn có thể làm bơm tinh trùng vào buồng tử cung được. Thế còn ở một số những cái tình trạng mà viêm rộng hơn hoặc là viêm thực sự thì bạn cần phải điều trị trước khi mà mình tiến hành cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Và thực tế là có những cái trường hợp là gì, không cần phải bơm tinh trùng vào buồng tử cung, sau khi điều trị viêm lộ tuyến thì cái tình trạng cổ tử cung của mình thay đổi, tình trạng môi trường âm đạo của mình thay đổi, và nhiều trường hợp là có thể có thai được tự nhiên. Thưa bác sĩ, một câu hỏi được gửi về trung tâm hỗ trợ sinh sản này với Hồng Ngọc như sau ạ. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 40 tuổi, tháng 5 vừa rồi tôi được bác sĩ ở bệnh viện khác chỉ định làm IVF. IMH của tôi là 2,2, khi chọc trứng thì có 2 trứng, tạo được một phôi nhưng đến ngày thứ 3 phôi thoái hóa không thể chuyển được. Tôi không biết là nguyên nhân vì sao, có phải là do chất lượng trứng của tôi không tốt không ạ? Tôi có nên tiếp tục làm IVF không ạ? Cái vấn đề của bạn đấy là cái vấn đề về mặt tuổi tác. Thực sự mà nói thì cái khả năng sinh sản của người phụ nữ phụ thuộc vào độ tuổi rất là nhiều. Và kể từ độ tuổi 35 tuổi trở đi ấy, thì cái khả năng sinh sản của mình nó sẽ giảm theo từng năm. Và từ 40 tuổi trở đi thì cái khả năng sinh sản của bạn nó sẽ giảm theo từng tháng. Và cái nguyên nhân vì sao mà cái khả năng sinh sản của bạn lại giảm nhiều, một phần là gì? Một phần là do cái số lượng trứng ở buồng trứng của mình nó sẽ giảm. Và cái quan trọng hơn nữa là cái chất lượng trứng nó cũng giảm theo thời gian. Và vì sao chất lượng trứng giảm? Một phần là do những cái trứng của mình khi mà càng nhiều tuổi thì nó càng dễ bị mang những cái bất thường về mặt di truyền. Chính vì thế cho nên là khi mà người phụ nữ ở cái độ tuổi mà 40 tuổi khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm đấy, thì người ta tính rằng là cái tỷ lệ mà sinh được một trẻ sống khỏe mạnh thì thông thường nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 đến khoảng 20%. Đấy là tỷ lệ, mình không tính đến tỷ lệ là có thai hay là thử thai dương tính hay là tỷ lệ là nhìn thấy túi thai đâu, mà đây là
tỷ lệ là để sinh ra một em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Và mình thấy rằng là cái tỷ lệ đấy nó không cao nữa. Thế thì ở cái trường hợp của bạn thì 40 tuổi, mặc dù là cái chỉ số nội tiết là AMH đánh giá cái dự trữ buồng trứng của bạn thì không hề thấp, vẫn là 2.2. Thế tuy nhiên thì mình thấy rằng là số lượng trứng của mình thu được khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm của mình không nhiều, và cái chất lượng trứng của mình nó cũng không tốt, cho nên là mình mặc dù mình có phôi ngày 3 rồi nhưng mà cái phôi nó lại ngừng phát triển. Thì với cái trường hợp của bạn thì thực tế mà nói thì ở phụ nữ ở độ tuổi 40 thì mình vẫn có cái cơ hội thành công khi mà mình làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên thì có thể là với cái trường hợp của bạn thì bạn tất nhiên là cái quyết định làm của mình thì phải càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì khi mà bạn đến khám với chúng tôi thì chúng tôi có thể hỗ trợ điều trị nội tiết cho bạn những cái phác đồ hết sức là đặc biệt để làm sao mà mình cải thiện được cái số lượng trứng của mình khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm, hay là cải thiện cái chất lượng trứng của mình. Thì cái thời gian điều trị chuẩn bị này trước khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm thì có thể tiến hành từ 1 đến 3 tháng tùy vào cái tình trạng của bạn. Và sau đấy thì sau khi được điều trị chuẩn bị rồi thì mình hy vọng là mình sẽ có những cái trứng mà chất lượng nó tốt hơn, chất lượng phôi nó tốt hơn. Thì sau đấy thì mình tiến hành mình làm thụ tinh trong ống nghiệm thì có thể là mình sẽ có những cái phôi chất lượng tốt hơn và nó sẽ cải thiện cái tỷ lệ thành công của bạn. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Em năm nay 30 tuổi, em kết hôn được 2 năm và chưa có con. Vợ chồng em đã bơm IUI 2 lần nhưng không thành công. Hiện nay em đang tham khảo bên IVF Hồng Ngọc và biết là em muốn biết là chi phí làm bên mình là bao nhiêu ạ. Em rất mong được bác sĩ tư vấn ạ. Thực ra thì là cái câu hỏi của bạn thì cũng hơi thiếu thông tin một chút. Đấy là cái thông tin về tình trạng của vợ cũng như là thông tin về tình trạng của chồng. Và mình chúng tôi cũng cần phải biết xem là cái nguyên nhân vì sao mà bác sĩ lại chỉ định cho bạn cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung, bởi vì là không phải tất cả các trường hợp cũng phù hợp với cái phương pháp như thế này. Tuy nhiên thì nếu mà bạn bơm tinh trùng vào buồng tử cung đúng theo chỉ định, tức là bạn hoàn toàn là phù hợp với cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung đấy, thì nếu mà bạn bơm tinh trùng vào buồng tử cung 2 lần liên tiếp mà không thành công thì thực ra thì cũng chưa hẳn là mình đã thất bại đâu, bởi vì là cái xác suất thành công của một cái chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25-30% thành công cho một chu kỳ. Cho nên là thông thường ấy, thì chúng tôi cũng khuyến cáo là gì, nếu mà mình phù hợp với cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì bạn nên bơm liên tục trong khoảng 3-4 chu kỳ. Và nếu mà mình đã bơm 4 chu kỳ rồi mà không thành công thì mình thấy rằng là lúc đấy thì mình thấy rằng mình tận dụng 100% cái tỷ lệ thành công của phương pháp này rồi mà mình chưa thành công thì mình hay nghĩ đến cái phương pháp khác. Thế còn về cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì cái chi phí hiện tại cho mỗi một lần bơm tại trung tâm IVF Hồng Ngọc thì cũng chi phí cũng không hề đắt, tầm khoảng 3 triệu 2 cho một cái lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đây là một cái chi phí mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là phù hợp với các bạn và cũng không hề đắt để phương pháp hỗ trợ sinh sản. Thưa bác sĩ, câu hỏi được gửi về fanpage của bác sĩ Thủy Dương như sau ạ. Vợ chồng mình lấy nhau được 2 năm, mình đã có thai nhưng mà bị thai ngoài tử cung và phải cắt một bên buồng trứng. Mình cũng bị u nang buồng trứng nữa, chồng thì tinh trùng yếu. Xin hỏi cái tình trạng như thế này thì vợ chồng mình có thể làm thụ tinh nhân tạo không ạ? Thứ nhất là về cái vấn đề u nang buồng trứng, và cái quan trọng là bạn đã được điều trị cái u nang buồng trứng này chưa, đã được xử lý hay chưa. Thì tất nhiên là nếu mà trong trường hợp mà buồng trứng của bạn mà có u nang thì mình cần phải xử lý cái u nang này trước khi mà mình thực hiện những cái phương pháp để giúp cho bạn có thai. Cái thứ hai nữa là một bên vỏ trứng của bạn đã bị cắt là do trưởng ngoài tử cung. Tuy nhiên thì nếu mà trong trường hợp mà cái vỏ trứng còn lại của bạn mà vẫn thông tốt thì mình hoàn toàn là mình vẫn có cơ hội để có thai từ cái bên mà trứng dụng, từ cái bên buồng trứng còn lại, cái bên mà cái vỏ trứng của bạn thông tốt. Và cái thứ ba nữa là tinh trùng của bạn yếu, nhưng mà yếu ở cái mức độ như thế nào. Tất nhiên là gì, bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì đây là một cái phương pháp thụ thai khá là gần với tự nhiên. Tự nhiên thì là gì, là
người chồng xuất tinh vào trong âm đạo của người phụ nữ, và sau đấy thì tinh trùng sẽ phải tự bơi qua cổ tử cung, bơi vào buồng tử cung, bơi ra vòi trứng để mà tiếp cận với trứng. Thì cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung này thì tinh trùng sẽ rút ngắn cái quãng đường bơi đi một chút, tức là sẽ bác sĩ sẽ dùng một cái dụng cụ để bơm trực tiếp tinh trùng vào buồng tử cung, tức là rút ngắn cái giai đoạn từ cổ tử cung đi vào buồng tử cung. Thì một số trường hợp mà tinh trùng yếu hay là hơi dị dạng thì cũng phù hợp với cái phương pháp để bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Thế tuy nhiên thì nếu mà trong trường hợp mà tinh trùng mà yếu quá, tức là mật độ tinh trùng quá ít, số lượng tinh trùng quá ít, hoặc là tinh trùng cái sự di động của tinh trùng quá kém, thì có thể là sẽ không phù hợp với cái phương pháp này. Thế thì thụ tinh chân nhân tạo thì chính là cái một cái tên gọi khác của cái phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Thì bạn hãy gửi thông tin đến chúng tôi muốn xem cái thông tin tính chính xác hơn, tức là bạn gửi cho chúng tôi cái chất lượng tinh trùng của chồng, cái kết quả xét nghiệm tinh trùng của chồng, thì chúng tôi sẽ đưa ra cái lời khuyên cho bạn xem là với cái mẫu tinh trùng này thì mình có nên thực hiện cái phương pháp thụ tinh nhân tạo, chính là bơm tinh trùng vào buồng tử cung hay không. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Em hiếm muộn được 8 năm, đã làm IVF và có con, và sau 2 năm em chuyển phôi đông được bé thứ hai, và giờ bé đã được 20 tháng rồi ạ. Vậy nếu em muốn làm IVF lần nữa thì có được không ạ? Chồng em không tinh trùng, xin mong bác sĩ giúp đỡ. Thực ra thì đây là một cái tin rất là vui, và bạn chính là một trong những cái trường hợp mà thành công khi mà làm thụ tinh trong nghiệm, khi mà mình có hai em bé sinh ra từ một cái chu kỳ thụ tinh trong nghiệm. Thì bạn hoàn toàn là có thể thực hiện một cái chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm khác, tức là có kích trứng rồi có tạo phôi và có chuyển phôi, nếu mà bạn vẫn muốn sinh thêm một em bé nữa. Thực tế mà nói thì đối với người ta cũng sẽ đặt ra câu hỏi là một người phụ nữ trong một cái vòng đời ấy, trong một cuộc đời của mình thì có thể làm được bao nhiêu chu kỳ thụ tinh trong nghiệm mà có kích trứng. Thì đến bây giờ thì người ta thấy rằng là nếu mà một người phụ nữ mà trong cái quãng đời sinh sản của mình thì mình có thể là gì, nên là làm khoảng, không nên làm quá 4 chu kỳ có kích trứng và làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thế thì bạn mới làm một chu kỳ và đã có hai bé em bé rồi, thì bạn hoàn toàn là có thể làm thêm một chu kỳ nữa. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi được gửi về trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc như sau ạ. Chào bác sĩ, tôi có một vấn đề muốn hỏi là vợ tôi 47 tuổi, tôi thì 54 tuổi, thì có làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF được không ạ? Cái độ tuổi 47 thì cũng là một cái độ tuổi mà mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều trước khi mà mình quyết định là có nên sinh con ở cái độ tuổi 47 này không. Bởi vì sao? Bởi vì là ở cái độ tuổi 47 thì nó không phải là cái độ tuổi mà cái cơ quan sinh sản của mình nó hoạt động tốt nữa. Tuy nhiên thì nếu khi mà thăm khám mà mình đánh giá rằng là cái buồng tử cung của mình vẫn còn khả năng mang thai, sức khỏe của mình hoàn toàn tốt, thì mình vẫn có thể là thực hiện một cái chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm. Thế thì tuy nhiên thì ở cái độ tuổi mà người phụ nữ 47 tuổi khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng tôi thường là khuyên người phụ nữ là nên sử dụng cái nguồn trứng từ nguồn trứng hiến tặng. Bởi vì là có nhiều chị thì ở 47 tuổi, tức là buồng trứng vẫn hoạt động tốt, vẫn nhìn thấy trứng phát triển, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái trứng của người phụ nữ ở độ tuổi 47 khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm ấy, thì cái tỷ lệ thành công sẽ rất là thấp. Nó sẽ có nhiều nguy cơ xảy thai ở 3 tháng đầu tiên, và cái tỷ lệ mà đẻ ra một em bé sống thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng từ 5-7% thôi. Cho nên là thường là gì, với những cái trường hợp phụ nữ mà ở cái độ tuổi 47 và vẫn muốn sinh thêm con, hoặc là chưa từng có con mà bắt buộc là cần phải làm, phải sinh thêm con, thì chúng tôi sẽ khuyến cáo là mình có thể sử dụng cái phương pháp làm thụ tinh trong nghiệm và sử dụng trứng từ cái nguồn trứng hiến tặng. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Vợ chồng em cách đây 6 năm đã có một bé gái rồi, nhưng 2 năm nay thả tự nhiên thì không có thêm con. Vậy có phải em bị vô sinh thứ phát không ạ bác sĩ? Vô sinh là gì? Vô sinh là
Nếu mà trong trường hợp mà hai vợ chồng bạn mà có cái quan hệ tình dục một cách đều đặn mà mình không thể có thai trong vòng 1 năm thì đã được coi là vô sinh, tức là không thể có thai. Thế còn vô sinh thứ phát là gì? Đó là bạn đã từng có con hay là đã từng mang thai. Thế tuy nhiên thì trong vòng 1 năm kể từ cái lần có thai đó mà bạn mong con, bạn thả, hai vợ chồng quan hệ không sử dụng biện pháp tránh thai mà không thể có thai được, thì đây là một cái trường hợp là vô sinh thứ phát hay còn gọi là vô sinh hai. Chồng em đi xét nghiệm nội tiết và siêu âm tinh hoàn thì kết quả bình thường, nhưng không lấy được tinh dịch để làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Vợ chồng em nên làm gì bây giờ, bác sĩ? Thứ nhất là cái trường hợp của bạn ấy thì nó sẽ có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là rõ ràng là bạn đang gặp một cái rối loạn về xuất tinh, tức là có thể là mình rối loạn về cương cứng dương vật cũng như là xuất tinh, cho nên là có thể mình không cương được hoặc là mình không xuất được tinh. Với cái vấn đề này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống của bạn bởi hai cái khía cạnh. Thứ nhất là về cái khía cạnh đời sống tình dục của bạn thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Và cái vấn đề thứ hai là gì? Với những trường hợp mà người đàn ông không thể xuất tinh được thì là sẽ rất là khó để mà bạn có thể có con được. Thì cái lời khuyên là gì? Cái thứ nhất là gì? Bạn cần phải đến khám bởi những cái bác sĩ chuyên khoa để xem là cái nguyên nhân vì sao mà bạn bị rối loạn xuất tinh là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là nếu mà trong trường hợp mà gì, bạn chưa kịp thời điều trị cái rối loạn xuất tinh mà bạn đã mong muốn là để có em bé, thì nó cũng sẽ có những cái phương pháp lấy tinh trùng ở những cái người đàn ông mà bị rối loạn xuất tinh. Ví dụ như là mình sẽ có những cái máy kích điện, tức là sử dụng những cái dòng điện nhưng mà ít gây tổn thương để gây cho người đàn ông có khả năng là xuất được cái tinh dịch, và trong cái tinh dịch đấy nó sẽ có tinh trùng và mình sẽ sử dụng những cái tinh trùng đấy để giúp cho người vợ có thai. Hoặc là với những cái trường hợp mà không đáp ứng với cái điện để lấy tinh trùng hoặc là không đáp ứng với thuốc để giúp cho người đàn ông có thể cương cứng dương vật có thể xuất tinh được, thì sẽ có những cái phương pháp mà lấy tinh trùng tại ống dẫn tinh để mà mình sử dụng những cái tinh trùng đó để giúp cho người vợ có thai. Thế thì cái trường hợp của bạn nó sẽ cái vấn đề của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khía cạnh trong cuộc sống của bạn, và bạn cần phải đến khám bởi những bác sĩ chuyên khoa và có cái sự điều trị. Một câu hỏi gửi cho bác sĩ Thùy Dương như sau ạ. Em năm nay 27 tuổi, chồng em 29, vợ chồng em có đi khám, kết quả là em bị tắc và ứ nước bên trái. Chồng tinh trùng bình thường thì có làm IUI hay IVF được không ạ? Và khi làm thì có phải mổ vòi trứng không ạ? Nếu mà nói theo một cách lý thuyết ấy, thì nếu mà một bên vòi trứng của bạn tắc và bên còn lại mà bạn thông tốt ấy, thì bạn hoàn toàn là vẫn có thể có thai được từ cái bên vòi trứng mà mình thông. Thế tuy nhiên thì khi mà những cái trường hợp mà bị vòi trứng tắc mà ứ dịch ấy, đây là một cái biểu hiện của cái tình trạng viêm phần phụ, viêm vòi trứng và viêm ở trong vùng chậu của mình. Và thường là những cái người phụ nữ mà đã bị viêm vòi trứng ở một bên thì thường là cái bên còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà gì, cả hai vòi trứng của mình không thông tốt thì bạn sẽ rất là khó để có thai. Thế còn về cái vấn đề là mình cũng cần phải cân nhắc là cái tình trạng của bạn có sử dụng được cái phương pháp bơm tinh trùng được hay không, thì nó phụ thuộc vào cái đánh giá của bác sĩ đối với bạn. Nếu mà bác sĩ thấy rằng là trên siêu âm cái vòi trứng mà nó bị tắc ấy, nó không có hiện tượng ứ dịch ở trên siêu âm, rồi bên còn lại mà bạn hoàn toàn là thông tốt, thì bác sĩ có thể thử cho bạn cái phương pháp mà bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Còn về cái phương pháp mà làm thụ tinh trong ống nghiệm thì bạn hoàn toàn là có thể sử dụng cái phương pháp mà làm thụ tinh trong ống nghiệm. Còn cái vấn đề là mình có cần phải mổ để mà cắt bỏ cái vòi trứng ứ dịch trước khi mà chuyển phôi hay không, thì nó cũng phụ thuộc vào mỗi một bệnh nhân. Tức là có những cái trường hợp mà vòi trứng tắc
tắc ở đoạn loa. Thế nhưng mà trên siêu âm thì cũng không nhìn thấy cái dấu hiệu ứ dịch ở vòi trứng, thì có thể là mình vẫn tiến hành chuyển phôi mà không cần phải phẫu thuật để cắt bỏ cái vòi trứng đó. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp mà cái vòi trứng ấy mà nó giãn tắc quá nhiều, nó tắc nhìn thấy rõ ở trên siêu âm, thì có lẽ là gì, mình cũng nên nghĩ tới cái phương án là mình phẫu thuật cắt bỏ cái vòi trứng ứ dịch đó đi, trước khi mà tiến hành chuyển phôi cho bạn. Bởi vì là các nghiên cứu thì người ta đều thấy rằng là ở người phụ nữ mà có vòi trứng giãn và ứ dịch mà quan sát thấy ở trên siêu âm đó, thì khi mà chuyển phôi thì cái tỷ lệ mà chuyển phôi thành công, tức là đậu thai, thì nó giảm đi khoảng một nửa so với cái nhóm phụ nữ mà không bị cái vấn đề về vòi trứng. Vâng. Thưa bác sĩ, cho em hỏi mổ nội soi vô sinh là gì? Có biến chứng gì không ạ? Sau khi mổ có phải nằm viện điều trị lâu không ạ? Phẫu thuật nội soi vô sinh ấy thì mình có thể chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là phẫu thuật nội soi mang tính chất chẩn đoán. Có những cái trường hợp mà vô sinh không rõ nguyên nhân, hay là vô sinh nhưng mà thất bại sau những cái phương pháp hỗ trợ sinh sản, thì bác sĩ có thể là chỉ định cho bạn phẫu thuật nội soi mang tính chất chẩn đoán, để xem là mình đánh giá trực tiếp bằng cái mắt nhìn của mình xem là tử cung của bạn như thế nào, hay là hai vòi trứng của bạn nó tình trạng như nào, hai buồng trứng có tốt hay không, rồi ở trong vùng chậu của bạn có những cái biến đổi gì không, ví dụ như những cái biến đổi do viêm nhiễm hay là những cái biến đổi do lạc nội mạc tử cung. Thì đấy là phẫu thuật nội soi mang tính chất là chẩn đoán. Và cái phẫu thuật nội soi chẩn đoán này thì hiện tại là nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái điều trị hiếm muộn. Còn nhóm thứ hai là phẫu thuật nội soi can thiệp, tức là mình nhìn thấy có vấn đề và cái phẫu thuật nội soi này thì sẽ xử lý những cái tổn thương của bạn để mà phục hồi cái cơ quan sinh sản của bạn. Phục hồi thì cũng tùy từng trường hợp, có những trường hợp là mình sẽ phục hồi tốt để giúp cho bạn sau đấy thì có khả năng có thai được tự nhiên, hoặc là có những cái trường hợp là gì, phẫu thuật nội soi vô sinh, ví dụ như trong trường hợp mà phục hồi cơ quan sinh sản của bạn giúp cho bạn có thể có thai tự nhiên, ví dụ như là bóc tách dính ở vùng chậu do viêm nhiễm, hay là mở thông hồi trứng, hay là đốt điểm ở hội chứng buồng trứng đa nang. Thế còn cũng có những cái trường hợp là gì, cái phẫu thuật nội soi này thì nó giúp hỗ trợ trong cái quá trình điều trị các phương pháp hỗ trợ sinh sản, ví dụ như hai vòi trứng của bạn bị giãn tắc ứ dịch nhiều thì mình sẽ cần phải can thiệp để cắt bỏ cái vòi trứng ứ dịch này trước khi chuyển phôi cho bạn. Thì đó chính là phẫu thuật nội soi trong vô sinh. Thì phẫu thuật nội soi trong vô sinh thì nó cũng giống như bất kỳ một cái phương pháp phẫu thuật nào khác hay là một cái can thiệp y tế nào khác, bao giờ nó cũng sẽ đi kèm với những cái nguy cơ biến chứng. Những cái biến chứng này nó có thể đến từ những cái thuốc mà dùng trong phẫu thuật, bởi vì khi mà thực hiện phẫu thuật thì bạn bắt buộc là bạn sẽ phải sử dụng thuốc gây mê. Bạn có thể bị ngộ độc thuốc gây mê, bạn có thể bị dị ứng với lại thuốc gây mê hoặc là thuốc kháng sinh. Rồi bất kỳ một cái thủ thuật hay là cái phẫu thuật nào thì nó cũng sẽ có nguy cơ về chảy máu, nguy cơ về nhiễm trùng. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì cái phẫu thuật nội soi này nó khá là nhẹ nhàng. Thứ nhất là mình không phải mở ở bụng ra mà mình chỉ đưa qua thành bụng ba cái, thông thường là từ 2 đến 3 hoặc là 4 những cái lỗ cateter nó nhỏ thôi. Cho nên là cái thời gian phục hồi sau phẫu thuật của bạn thì nó sẽ nhanh hơn, bạn sẽ ít bị đau đớn hơn, và những cái nguy cơ, những cái biến chứng như chảy máu hay là biến chứng do nhiễm trùng thì nó cũng ít hơn rất là nhiều. Thông thường thì những cái bệnh nhân mà phục hồi sau phẫu thuật thì sẽ rất là nhanh thôi, bạn cũng sẽ chỉ cần nằm viện khoảng 2 đến 3 hôm thì mình sẽ được ra viện. Dạ vâng, câu hỏi gửi về cho bác sĩ Thùy Dương như sau ạ. Em có câu hỏi là chuyển phôi tươi thất bại thì nên nghỉ ngơi bao lâu thì để có thể tiếp tục chuyển phôi lần nữa ạ? Ngoài ra sau khi chuyển phôi thì mình cần lưu ý gì về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà bạn chuyển phôi tươi mà không thành công và bạn vẫn còn những cái phôi mà mình trữ đông đấy, mà mình không cần thiết là phải làm lại một chu kỳ IVF kích trứng từ đầu, nếu mà mình không gặp bất kỳ vấn đề gì thì bạn có thể là tiếp tục cái chu kỳ chuyển phôi trữ ngay sau cái chu kỳ chuyển phôi tươi. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái đánh giá của bác sĩ đối với mỗi trường hợp bệnh nhân, nhưng mà về cơ bản thì mình có thể chuyển phôi trữ đông ngay ở phía sau. Mình cần lưu ý những cái gì sau khi chuyển phôi thì đây là một cái câu hỏi cũng
khá là lớn, những cái lưu ý về chế độ ăn uống, những cái lưu ý về sinh hoạt, về dinh dưỡng, về chế độ vận động. Thì thứ nhất là về vận động, thông thường ấy thì chuyển phôi thì chúng tôi sẽ chia bệnh nhân ra thành những cái nhóm. Thứ nhất là nhóm chuyển phôi ngày 3 hay là nhóm chuyển phôi ngày 5. Thì đối với nhóm bệnh nhân chuyển phôi ngày 3 ấy, thì thường là phôi sẽ làm tổ trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày sau chuyển. Chuyển phôi ngày 5 thì là phôi sẽ làm tổ trong vòng khoảng từ 1 đến 2 ngay lúc chuyển, trong vòng 1 đến 2 ngày sau chuyển. Chính vì thế thì trong cái khoảng thời gian mà phôi sẽ làm tổ như thế này thì chúng tôi khuyến cáo là bạn nên có một cái chế độ sinh hoạt nhẹ nhàng. Tất nhiên là gì, bạn vẫn có thể là đi lại nhẹ nhàng, không bắt buộc là mình cứ phải nằm một chỗ, bởi vì nằm một chỗ cũng không hẳn là tốt. Thế còn sau cái giai đoạn mà phôi nó làm tổ thì bạn có thể là cái chế độ sinh hoạt đi lại nhiều hơn. Tất nhiên là mình vẫn tránh những cái việc như là mang vác nặng, những cái việc mà có thể gây nên áp lực lên ổ bụng, cúi hay ngồi xổm thì nó cũng không phải là cái việc tốt cho cái quá trình mà phôi nó làm tổ cũng như là cái phát triển của thai. Cái thứ hai là về cái chế độ dinh dưỡng, thì cái quan trọng là gì, bạn phải ăn đủ chất dinh dưỡng, sử dụng những cái thực phẩm mà tươi sống, mình tránh những cái sử dụng những cái thực phẩm mà chế biến sẵn hay là đồ hộp, uống đủ nước. Còn lại thì mình cũng không bắt buộc là phải ưu tiên hơn một cái số cái thực phẩm nào, bởi vì là vì nó mà mình có khả năng đậu thai hơn, thì bạn chỉ cần là sử dụng đầy đủ chất dinh dưỡng và sử dụng những cái đồ mà nó tốt cho tiêu hóa để tránh mình bị những cái tình trạng như là mình phải bị táo bón, mình phải ngủ dặn thì nó cũng không tốt. Còn bạn giữ ấm cơ thể để tránh để cơ thể mình bị ốm, và tránh xa những cái nguồn ô nhiễm, những cái môi trường bị ô nhiễm hay là xông hơi thì nó cũng không tốt cho những cái tình trạng mà sau khi chuyển phôi. Thì đấy là những cái lưu ý. Và cái quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là bạn phải sử dụng đúng cái phác đồ mà bác sĩ kê cho bạn sau khi chuyển phôi. Chào bác sĩ, em năm nay 25 tuổi, chồng em 29 tuổi, chúng em đã lấy nhau được 5 năm. Sau 4 năm hiếm muộn thì em có thai tự nhiên nhưng chừa ngoài tử cung. Em phải cắt đi một vòi trứng bên phải. Từ đó đến nay em vẫn chưa có thai lại. Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của em thì có nên làm IVF không ạ? Và tỷ lệ thành công có cao không? Làm thụ tinh trong nghiệm thì nó cũng sẽ có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như là chỉ định do nguyên nhân ở người phụ nữ, hai vòi trứng bị tắc, rồi là rối loạn rụng trứng, hay là những cái nguyên nhân về miễn dịch. Còn về phía người chồng như là tinh trùng quá yếu, hay là mình phải sử dụng tinh trùng từ nguồn hiến. Thế thì cái quan trọng là cái trường hợp của bạn là vô sinh 5 năm này, rồi lại là có thai nhưng mà thai chừa ngoài tử cung, thì có thể là một trong những cái nguyên, có thể cái nguyên nhân mà gây vô sinh của bạn đấy là do nguyên nhân tắc, do cái vấn đề về vòi trứng và mà làm cho mình khó có thai. Và với những cái trường hợp mà do nguyên nhân về vòi trứng thì bạn có thể sử dụng cái phương pháp là làm thụ tinh trong ống nghiệm để giúp cho bạn có thai. Thế tuy nhiên thì bạn cũng cần phải thăm khám để xem là mình có những cái yếu tố gì kết hợp hay không, rồi là mình có cần phải điều trị chuẩn bị như thế nào cho trước khi mà mình làm thụ tinh trong nghiệm, để làm sao mà mình đạt được cái tỷ lệ thành công tốt nhất với cái tình trạng của mình. Thì với cái trường hợp của bạn thì có lẽ là làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng là một cái giải pháp phù hợp với bạn. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi cuối cùng sao ạ? Bác sĩ cho em hỏi, bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI có đau không ạ? Sau bao lâu thì có thể thử thai được, và tỷ lệ thành công của một chu kỳ IUI là bao nhiêu ạ? Cái phương pháp mà bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì đây là một cái phương pháp hỗ trợ sinh sản cực kỳ là đơn giản. Bạn sẽ không cần phải đi thăm khám quá nhiều lần, và cái thủ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì hoàn toàn là không đau một chút nào. Nó cũng giống như một lần bạn thăm khám phụ khoa thôi. Bác sĩ sẽ dùng cái mỏ vịt để mở âm đạo, bộc lộ cái cổ tử cung, và dùng một cái dụng cụ cực kỳ nhỏ và mềm mại để mà đưa tinh trùng từ ngoài vào trong buồng tử cung cho bạn. Cho nên là đây là một phương pháp hoàn toàn là không đau đớn. Cái tỷ lệ của phương pháp này thì nó cũng phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người, nhưng mà sẽ dao động khoảng từ 25% cho mỗi một kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Và sau khi bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì thông thường chúng tôi sẽ khuyến cáo là mình có thể thử thai sau khoảng 14 đến 16 ngày sau khi bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu các bạn có câu hỏi gì có thể để lại ngay dưới live stream này hoặc gửi inbox về cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Hồng Ngọc hoặc gọi điện về số hotline để được tư vấn đầy đủ nhất.